Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 4 thân mến. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện cuốn Hướng dẫn cách viết tập làm văn lớp 4 của cuốn sách Cánh Diều. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện bài tập của tuần số 20, luyện tập viết thư thăm hỏi, thực hành viết. Với tuần này sẽ có bài tập ở phần luyện tập như sau. Em hãy viết một bức thư thăm hỏi bạn bè. Với phần này thì các em sẽ dựa vào các đoạn văn mà hôm trước cô đã hướng dẫn các em thực hiện ở tuần 19. Các em đã luyện tập viết đoạn văn mở đầu, nội dung chính và kết thúc của một bức thư. Thì các em sẽ có thể viết được một bức thư thăm hỏi bạn bè. Dựa vào những phần mà cô đã hướng dẫn các em ở tuần trước thì cô sẽ có một bức thư thăm hỏi bạn bè hoàn chỉnh như sau. Trước tiên cô sẽ có phần mở đầu, đó là địa điểm, ngày tháng năm viết thư. Và lời chào đối với người nhận thư cùng với lý do em viết thư cho người đó. Thì cô sẽ có phần mở đầu như sau. Cẩm Phả, ngày 19 tháng 11 năm 2023. Hà Anh thân mến, nghe tin cậu giành giải nhì trong cuộc thi kể chuyện về bác, mình rất vui nên viết ngay lá thư này cho cậu. Tiếp theo, các em sẽ viết phần nội dung chính của bức thư. Sẽ gồm có hỏi thăm tình hình gần đây của người nhận thư, kể về tình hình gần đây của em với người nhận thư và thổ lộ tâm sự tình cảm của em với người nhận. Thì chúng ta sẽ có đoạn văn tiếp theo như sau. Dạo này cậu thế nào? Sức khỏe vẫn ổn chứ? Việc học tập của cậu vẫn tốt chứ? Cậu kể cho mình nghe về cuộc thi của cậu đi. Mình thì vẫn khỏe, việc học vẫn tốt. Mình đã đạt học sinh giỏi trong năm học vừa qua đó. Mình còn mới được đi học thêm đàn piano nữa. Mình rất nhớ cậu. Hy vọng chúng mình có thể gặp nhau sớm. Sau khi viết xong phần thổ lộ tâm sự tình cảm của em với người nhận thì các em sẽ chúc người nhận của mình một câu, đó là chúc cậu luôn mạnh khỏe và học giỏi. Sau khi viết xong phần nội dung chính của bức thư, các em sẽ viết phần kết thúc của bức thư, đó là phần ký, chữ ký, họ tên, người gửi. Ở đây bạn nhỏ tên là Hương, bạn ký tên đầy đủ là Hoàng Mai Hương. Vậy các em sẽ ghi phần cuối cùng, bạn của cậu Hương, Hoàng Mai Hương. Như vậy thì cô đã vừa hướng dẫn các em có thể viết được hoàn chỉnh một bức thư để thăm hỏi bạn bè. Các em sẽ có thể dựa vào mẫu mà cô đã hướng dẫn cũng như các phần tìm ý của buổi hôm trước mà cô đã hướng dẫn để có thể viết được đầu thư, nội dung chính bức thư và kết thúc bức thư, để có thể viết được những bức thư thăm hỏi tới bạn bè và người thân của mình các em nhé. Các em sẽ viết hoàn chỉnh bức thư đó vào trong vở bài tập của mình. Khi viết thì các em sẽ chú ý viết thật ngắn nót, cẩn thận, sạch đẹp và đúng chính tả. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong bài tập của tuần số 20, luyện tập viết thư thăm hỏi, thực hành viết. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong cuốn Hướng dẫn cách viết tập làm văn lớp 4 của cuốn sách Cánh Diều. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.